Ôi, xin chào tất cả anh em nha, chào mừng anh em đã quay trở lại kênh của em. Như đã hứa hẹn anh em là một ngày em lên cho anh em hai lô, một lô buổi trưa và một lô buổi chiều. Buổi chiều thì tầm 7 giờ rưỡi ha anh em, còn buổi trưa thì tầm 1 giờ rưỡi ha. Thì tùy theo lúc em tranh thủ kẹp thì em làm kè sớm, còn mà em tranh thủ không kẹp thì làm hơi chạy chảy. Thì có gì anh em nhớ cái giờ đó thì anh em cứ vô anh em đón xem ha. Rồi, lô buổi trưa như thường lệ là 10 cây, mà em không phải nói cho 10 cây hôm nay phải cực kỳ hot hit cho anh em luôn. Nó mà nhìn dàn trên không là thấy thèm mà anh em. Magu xịn sò, Ryubi Dương Tiễn, Mitsubishi TL23 và một cặp Magu ha. Còn hàng dưới là Echo Magu TB26. Và hôm nay em quay trở lại cho anh em là một con Stin đùi gà. Hàng này hôm bữa là lên anh em chốt quá trời luôn. Còn con cuối cùng là con Magu 261 trợ lực ga bóp gin luôn anh em, tùm gời tùm nhôm luôn ha. Hôm nay nói chung là cực kỳ hot cho anh em. Thì anh em trước khi vào xem clip nhớ cho em một nút đăng ký kênh, một cái dấu like ha. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Thì nói chung là áp thấp nhiệt đới anh em, bão thì nó sẽ, tất nhiên sẽ có rồi đó, mà bão thì sẽ có mưa nha. Thì mưa thì sau khi mưa thì cỏ nó sẽ mọc, thì anh em cứ một cỏ mọc thì anh em cứ tranh thủ mua máy đi. Thì ví dụ như mưa khoảng 4-5 ngày mưa này kia cỏ mọc lên đó, thì bây giờ mình mua thì gửi tới ngoài mình có máy sẵn, cỏ mọc lên là mình cắt luôn à, khỏi mất công mà tới nơi cỏ cái anh em mua cái mất công tốn thêm mấy ngày gửi nữa thì nó chậm ha. Anh em tranh thủ bây giờ luôn thì nó sẽ tốt. Rồi, anh em chốt máy thì liên hệ số điện thoại của em 0917414042. Số này là số Zalo luôn nha anh em. Kênh của em là cửa hàng Mai Văn Tèo ha. Bên em là bao ship tận nhà, không cần lấy cọc cho anh em luôn. Và anh em được kiểm tra hàng trước khi nhận nha ha. Ngoài bao ship thì em còn tặng kèm cho anh em 6 món đầy đủ: lưỡi cắt, dây đeo, tiếp tháo bugi, ổ phá cước, lục giác và thêm một cái chắn cỏ cho anh em, là thêm 6 món nha. Những con nào chưa có chắn cỏ thì khi đi em sẽ bổ sung sau cho anh em. Lô này chỉ còn thiếu có con đầu tiên là không có chắn cỏ thôi, còn lại đầy đủ hết luôn nha anh em ha. Mà chắn cỏ zin không nha. Rồi, con A16 mới vô là con máy cọp anh em ơi. Con này nòng 32 ly 23cc, máy cực kỳ nhẹ anh em, tầm 4kg hoặc 4.2kg thôi ha. Con này là chập giật là có lò sóng nè, giật cực kỳ nhẹ nhàng luôn. Bình xăng zin còn mới chát luôn anh em, áo phải gọi là bao đẹp luôn. Con này chạy chế zin, chế quanh gồ nè, một cái chế cực kỳ lợi xăng cho anh em nha. Con này đặc biệt một cái là tum gời tum nhôm, anh em có thể tháo cái đấu xịt thuốc nè, hoặc là anh em có chế cháo gì đó được hết, hoặc là anh em nhà ở nhà có cái láp sẵn mà bị hư máy đó thì anh em mua nguyên con máy về nữa, anh em đấu qua đấu lại được hết luôn nha. Con này là tem nó còn đầy đủ nè, công tắc nằm ở đây nha. Con này ga dữ nè, bộ tay là bộ tay zin luôn, láp đầu bò zin luôn nha anh em, láp là Magu luôn nè, BIGM là ký hiệu của dòng Magu ha. Con này là trong lốc có chữ Made in Japan cho anh em luôn nha. Đó, vậy anh em cứ kiểm tra hàng trong lốc có dập thì anh em hãy nhận nha. Xuất sắc luôn nha anh em, mới vô con đầu tiên mà máy cọp vậy ha. Rồi, A16 giá 1.7 triệu nha. A17 là con Ryobi ha. Cái dòng này nhiều anh em thích đó, tại vì thứ nhất là cái kiểu dáng, cái thứ hai là cái tiếng máy, cực kỳ máy cực kỳ chạy cực kỳ bốc luôn nha anh em. Anh em nghe tiếng máy không là anh em thấy đủ thích rồi, mà anh em nhìn cái hình dáng này cực kỳ lạ và cực kỳ đẹp luôn nha. Lạ mà nó phải đẹp mấy anh em mới thích. Đó, em hay gọi là Ryobi Dương Tiễn đó, nhìn giống như mấy con mắt Dương Tiễn nè. Còn anh em nào quen thì gọi là Ryobi chết áo ha. Này bình xăng zin nha anh em, chế cũng là chế zin luôn, thêm một cái là bugi đứng nè. Máy bộ ghi đứng thì nó khỏe hơn nha anh em. Thì anh em cũng như máy cưa vậy đó, thì mấy anh hay kiếm mấy máy mà cưa bu ghi đứng đó, là tại vì máy nó khỏe, nó lại nó có cái phần viền anh em, phần viền này cực kỳ hay luôn, cực kỳ đẹp luôn nha ha, cực kỳ sáng tạo luôn. Rồi, sau lưng này còn chữ Ryobi luôn nè. Con này tum liền tum nhựa nha, mà còn vàng chóe luôn nha anh em ha. Con này là ga zin luôn, cực kỳ nhẹ nhàng ha. Và công tắc là công tắc ắn nha anh em, trên di động luôn nè. Rồi, bộ tay zin láp đầu bò trắng cỏ zin hết luôn nha, tem mát còn đầy đủ luôn á, chưa bong chóc luôn á, quá đẹp luôn em, xuất sắc luôn nha. Rồi, A17 giá 1.7 triệu, nhanh tay hốt luôn nha anh em. 34 ly 26cc luôn nha. Chụp giật là có lò sóng, giật cực kỳ nhẹ luôn. Rồi, A18 là con Ryobi, máy của Mitsu nha. Rồi,
con này Ghibli nhưng mà máy là của Mitsubishi anh em. Con này là Mitsubishi TL23, nòng 32 ly, 23cc. Đời sau anh em, đời cao cấp sau này ha. Con này sản xuất khoảng năm 2017, 2018 vậy anh em. Đời này nè, nó là mấy lừa cái đời cao nè ha. Con này là áo màu vàng và cực kỳ gọn luôn, tầm 3,5-4kg thôi. Cực kỳ gọn nhẹ luôn, dòng Mitsubishi TL lúc nào cũng vậy chân á. Còn 26 nó cũng tương cái hình dáng bên ngoài cũng tương đương như 23 vậy đó anh em. Chỉ yếu là bự bít tông thôi ha, chứ hình dáng bên ngoài nó cũng tương đương vậy đó. Chế là chạy chế zin luôn nha anh em, cực kỳ lợi xăng cho anh em luôn. Con này là tum gầy ha, tum nhựa. Nếu mà anh em nào chốt mà muốn làm tum nhôm em thay cho anh em tum nhôm luôn, miễn phí nha anh em, không có tính tiền thêm luôn ha. Tại vì nó nguyên zin em để zin nè. Anh nào chốt mà không có nói á, thì em sẽ để nguyên. Còn anh nào mà muốn thay tum nhôm làm thay cho anh em luôn, miễn phí hoàn toàn cho anh em nha. Rồi con này công tắc nằm ở đây ha. Ga giữ nè, bộ tay zin luôn anh em, nhìn cái cụm thấy uy tín này. Láp nè, trắng cỏ đầu bò zin hết luôn. Con này trong lốc cũng có mắt in da băng cho anh em luôn nha. À, chữ chà bá luôn nha anh em, quá trời dễ nhìn luôn. Rồi, A18 giá 1,8 triệu nha. Áo phải cực kỳ đẹp luôn. Tiếp theo là con A19 là con Magu ha. Con này nòng của nó là 32 ly, 23cc. Rồi một con máy cọp, máy kiển nữa nha anh em. Áo phải gọi là xuất sắc luôn. Nhìn cái ốc chụp giật nè, cực kỳ mới luôn nha anh em. Tem chụp giật còn mới chát luôn. Chụp giật trợ lực là có dây thèo luôn ha. Bình xăng zin còn mới luôn nè anh em. Con này phải gọi là như đập thùng ra luôn. Quá đẹp luôn nha anh em. Ba con ốc chụp giật nè ha. Hồng là hồng quay lên nè, xuất sắc luôn em ơi. Máy đẹp mà được cái hồng đổ xăng quay lên nữa là quá đã luôn rồi. Chế quanh gồ, chỉ quanh gồ còn rõ ràng luôn nè ha. Tum liền, tum nhựa. Quá đẹp. Ốc chụp giật, ốc này ốc ký nha anh em, gọi là ốc ký ha, ký cho dính cái láp vô nè. Con này công tắc nằm đây nha, gạt lên là mở, đẩy xuống là tắt ha. Ôi ôi, con ốc này con lấy xứng đáng đồng tiền bắt gạo anh em. Ở con này là cái ga nó như cái ga bóp nha anh em. Khi mà anh em buông nè, anh em kéo nó lên ga nè, anh buông ra thì tự động nó trả về, nó như cái ga bóp gì đó ha. Rồi con này là ốc cùm nè, tai zin nè, láp đầu bò trắng cỏ zin hết luôn. À, hồi tối hôm qua có anh nào mà hỏi kiếm con máy kiển đó về chân đó ha, gặp con này là quất liền nha anh em. Áo màu xanh đậm cực kỳ bốc luôn nha. Rồi con A19 này giá 1,8 triệu ha, 32 ly, 23cc, chụp giật trợ lực có dây thèo luôn. A20 là Magu luôn nha anh em. Con này nòng 34 ly anh em, 26cc đó anh em, nhìn hình dáng ngoài đây. Đó, hai con là nhìn tương đương nhau, nhưng mà con A20 này á là cái công suất với lại cái bít tông nó bự hơn A19. A19 nó có 32 ly à, này nó 34 ly lận ha. Chụp giật là trợ lực có dây thèo luôn nha anh em. Bình xăng cũng là bình xăng zin còn mới luôn nè, còn trắng luôn nha. Hỏng cũng là hỏng quay lên nè. Chế là chế quanh gồ ha. Rồi, tum liền, tum nhựa. Công tắc cũng nằm đây luôn anh em, gạt lên là mở nè, đẩy xuống là tắt ha. Con này thì ga giữ, cùm zin, tai zin luôn, láp đầu bò trắng cỏ zin hết luôn nha. Con này cũng zin nguyên cây mà con này cũng zin nguyên cây luôn nha anh em. Nói chung máy là zin nguyên cây không mà không có thể bị lai tạo vô hết. Rồi hai con ra trong lốc đều là có dập mắt in da băng hết luôn nha. Về mình cứ kiểm tra hàng trước khi nhận, có hay nhận ha. Con này áo màu cam, áo màu cam mà cam nó hơi lai màu đỏ anh em. Bây giờ nhìn nó không có ra màu gì chân á, nhưng mà áo thật là đẹp ha, còn bóng bẩy cực kỳ luôn. Đó, phía trước là chưa bị đám khói nha, bô là chưa bị gỉ luôn nè ha. Rồi A20 giá 2 triệu. Tiếp theo là con A21 nha anh em. Con này là con Echo Kyogit đó. Con này là 34 ly nha anh em, 26cc nha. Đây, 265 luôn nha anh em. Số 5 nó khác số 0 nha. Số 5 là hàng nó xịn sò hơn số 0 nha. Anh em lưu ý cho đó. Con này là bình xăng zin còn mới luôn. Hỏng là hỏng quay lên anh em, hỏng đổ xăng quay lên nha. Chế zin, cái chỗ bơm xăng là vú zin luôn nha anh em, bóp cực kỳ nhẹ nhàng luôn. Đó. Con này là tum liền mà được cái là tum nhôm nha, cực kỳ chắc chắn luôn. Nguyên cái phần sau là phần nhôm nè. Thế là chắc chắn cho anh em luôn. Con này ga giữ, công tắc trên di động nha. Đó, cái bộ tay zin với Echo nè, thường là công tắc nằm di động vậy nè. Ga tay zin nè, láp đầu bò trắng cỏ zin hết luôn nha. Ha. Rồi, con này tên máy là bên hông đây nha anh em. 265 Echo Kyogit nè, số xe ghi đầy đủ cho mình luôn. Đó,
áo còn đẹp cực kỳ luôn nha. Rồi A21 giá 1.8 triệu, bao gin 100%. A22 là con Magu nữa ha anh em. Xíu nữa anh em chịu khó nghe giùm em nha, tại mưa nó hơi ồn. Con này nồng 34 ly, 26 cc, áo màu vàng ché luôn nha anh em, vàng cực kỳ sáng luôn ha. Bình xăng là bình xăng zin còn mới nè, hỏng quay lên luôn, chế là chế quanh gồn ha, tum liền tum nhỏ, rồi tem mát còn đầy đủ luôn, công tắc nằm ở đây ha. Đặc biệt của con này á là nó lên, nó là búp zin nha anh em, búp zin của Magu luôn ha, cực kỳ dài mà cực kỳ chắc chắn nha, nhựa là nhựa Nhật nha, cùm zin lát đầu bò trắng cỏ zin hết luôn nha. Con này cũng zin nguyên cây 100% cho anh em luôn nha. Anh nào mà chuyên về bơm nước hay là cắt cỏ không đó thì nên lấy tum liền, tại vì cái tua tum liền nó sẽ nhanh hơn cái tua hàng tum gầy ha, với lại giá nó sẽ rẻ hơn nha. Rồi A22 giá 1.9 triệu nha, áo màu vàng chóe luôn. A23 là con Mitsubishi TL nha này, OTB nha anh em. TB 26. Cái con này nó xịn được cái thứ nhất á là chụp giật là có lò sóng nè, giật nhẹ nhàng luôn. Bình xăng zin còn mới chát luôn nha anh em, chưa bị chạy chưa bong chóc nè. Thằng này ta gọi là chưa hàng chưa bị bóc tem đó anh em, là nó đó ha. Không là không quay lên nè. Khi một cái hay của con này là chạy là chế hai kim nha. Chế hai kim nó sẽ ngon hơn một kim. Bởi vì nó mắc tiền hơn anh em. Ha, cực kỳ lợi xăng cho anh em luôn. Áo con này là áo màu đỏ đẹp luôn anh em. Tum liền, tum nhôm luôn. Ha, cái tum nè, màu bạc quá đẹp luôn anh em. Công tắc nằm ở đây ha. Rồi con này ga giữ, bộ tai zin, lát đầu bò trắng cỏ zin hết luôn nha anh em. Quá đã luôn ha. Rồi, A23 giá 2.1 triệu nha, 34 ly 26 cc, chế hai kim. Chụp giật là có lò sóng luôn, xuất sắc luôn ha. Rồi, A24 là con Citin đồ gà nha. Anh thích cái con này, cái thứ nhất là cái hình ngoại hình, ngoại hình, cái thứ hai là tiếng máy. Cái con này tiếng máy mà nó chạy lên nghe cực kỳ đã luôn anh em, tiếng máy cực kỳ êm tai luôn ha. Con này là chụp giật là có là sóng nè, rồi cũng như trợ lực luôn, họng là họng quay lên nè ha. Cái le đó là le tự động nha anh em, đẩy lên nè anh em, ấn vô là nó gài le, khi mà anh em lên ga á là le tự động nó nhảy ra cho anh em luôn đó, xuất sắc luôn nha anh em nè. Đó là le tự động nhảy về nha. Anh em gạt nó lên, gạt nó lên đây, rồi anh em bắn vô là cái le nó đóng, rồi anh em lên ga tự động le nhảy về. Đó là cái le là le tự động nha, nó như cái le đỏ tự động gì đó. Còn cái này nó chạy theo le tự động của thằng Citin. Cái bơm xăng nằm đây luôn nha anh em, nằm nhô luôn nè. Rồi, tấm liền, tấm nhựa nha. Con này đồng 34 ly 26 cc nha anh em. Rồi ga là ga zin của thằng nó nè. Ga như ga gãi nè, gãi như thằng máy cưa đó. Công tắc nằm đây luôn nha. Anh em bấm CC top nè, buông ga. Ha, top, buông ga tự động nó mở luôn. Rồi, bộ tay là bộ tay lệch nha. Nó hỗ trợ cho anh em là khi mà mình cắt trong thời gian dài á là nó sẽ giúp cho anh em đỡ mỏi tay. Nó sẽ đỡ mỏi tay hơn là bộ tay bằng. Ha, tay lệch nó ngon được chỗ đó. Lát trắng cỏ đầu bò zin hết luôn nha anh em. Quá đẹp luôn. Về được con Citin đùi gà xứng đáng đồng tiền bát gạo nha. Rồi, A24 giá 1.8 triệu ha. Cuối cùng là con A29, con máy hoa hậu nha anh em. Còn mấy con cuối hả, mà nói chuyện gặn muốn chết anh em, muốn khen cô họng vậy á. Con này nồng 34 ly nha, 26 cc, chụp giật con này là có trợ lực nha, ốc chụp giật cũng còn mới luôn anh em, nói như cái con Magu màu xanh hồi nãy gì đó. Bình xăng cũng là bình xăng zin nè, họng quay lên nè. Con này cũng là gọi là máy chưa bóc tem luôn anh em, bình xăng quá đẹp. Con này là có cái đế bao giờ bình xăng lớn luôn, cực kỳ chắc chắn cho anh em luôn nha. Nhìn cái quả bô thôi là hết liền rồi, thêm cái dàn áo nữa. Rồi
ơi, con này thêm một cái hay là chạy là chế hai kim nha anh em, hai kim sẽ ngon hơn một kim đó. Khi một cái nữa là tôm gầy tôm nhôm, anh em ơi háo tới háo luôn, anh em chế cháo được luôn nha. Đơn giản nhất là xịt thuốc đó. Con này là ga bóp gin và công tắc trên di động luôn, mà công tắc ắn nữa nha anh em, con nít ắn cũng được nữa. Lát đầu bò trắng cỏ gin hết luôn nha anh em, lát và còn tem đầy đủ luôn. Nó có chữ Eco, thì Eco là cái hiệu của dòng máy là nó có lợi xăng ha. Tên máy rồi là Eco rồi mà nó chạy chế hai kim nữa, con này phải gọi là cực kỳ tiết kiệm xăng cho anh em luôn. 2.3 triệu anh em bỏ ra phải gọi là xứng đáng cực kỳ luôn nha. 34 ly 26 cc giá 2.3 triệu. Con này trong lốc là có dập mắt in da băng cho anh em luôn, về mình cứ kiểm tra hàng thoải mái trước khi nhận nha. Để em quay sơ con cuối này cho anh em, lỡ quay luôn nè. Tem mát còn đầy đủ luôn nha anh em nè, nước mưa văng vô nè mình nhìn thấy đẹp hết hồn luôn á. Rồi A25 giá 2.3 triệu nha. Rồi anh em chốt máy liên hệ số điện thoại của em ha. Chào tất cả anh em.